Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tập tiếp theo của cái tựa game Car Mechanic Simulator phiên bản 2021 cho các bạn. Và hiện tại các bạn thấy mình đang đứng ở đâu không? Ui dồi ôi, đây là một cái showroom bán xe trong cái tựa game này nha các bạn. Rất là nhiều xe trong này luôn. Đây, đây là một con Renault các bạn. Wow, rồi con siêu xe sao ấy. Con này là XGT các bạn. Con này con gì đây? Con này nhìn giống con Ford thế nhỉ? À không, Volkswagen. Hoặc ngoài ra thì các bạn có thể là vào đây nè để xem rất là nhiều xe luôn ấy các bạn. Có cả Tesla nè, có cả xe Jeep nè, có cả Range Rover nè, có cả Chevrolet nè, có cả Mini Cooper, cái con mà tập trước mình sửa cho các bạn xem đấy, Nissan rồi các kiểu, hay cả có cả bán tải của Ford F150 nữa nè các bạn, rất là nhiều luôn các bạn, bấm vào để xem. À, ó thấy chưa, thích màu gì? Ó, đây, thấy chưa, xịn chưa? Các bạn có thể là mở lên để xem động cơ của nó. Ui, con này động cơ vải trưởng nó chứ. Nó bự các bạn, thường những cái dòng bán tải này động cơ nó mạnh lắm. Mở cửa ra xem nè, nội thất rồi nè, đó, mở cái thùng xuống được luôn nè. Ồ, xịn chưa, xem nội thất nè. Ok, vỏ lăng nó bỏ logo rồi các bạn. Đó, các bạn có thể là tham khảo những cái chiếc xe này nè các bạn. Xe này thì là xe mới nha các bạn. Đó, xe mới hoàn toàn. Đây, các bạn có thể là xem cái phần đây, phụ tùng của nó là 100% hết nè. Khi nào có tiền mình ra đây mình mua, ví dụ như con này là giá nó là 169.000 nha các bạn. Ủa xôi, không biết khi nào mới đủ tiền để mua mấy con này luôn ấy. Đó, cái con này mua về các bạn có thể là dùng để chạy hoặc là dùng để độ nó lên, hoặc là các bạn lắp ráp mở nó ra các kiểu, tháo lắp các kiểu, mà thích làm thì làm thoải mái luôn. Đó, nhưng mà mình không có nhu cầu đó nên là mình cho các bạn xem thôi. Giờ về cái game lại thôi, lại quay về nhà mình. Ok, thì các bạn biết là trong cái thời gian vừa rồi mình cho các bạn đã chạy qua rất là nhiều cái chiếc xe đã sửa, thì chúng ta đã có một cái số vốn nho nhỏ rồi, nên là quyết định trong tập ngày hôm nay ngoài cái việc sửa xe mới thì mình sẽ độ lại cái showroom của mình nha các bạn. À không, độ lại cái gara sửa xe của mình, cũng như là xây thêm những cái như là rửa xe nè, hay là cái phòng sơn rồi các kiểu. Đó, rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong cái đi. Đây các bạn nhìn nè, chả có gì, một cái đống rác luôn. Đầu tiên là mình sẽ sửa trong này trước các bạn. Mình sẽ dẹp cái chiếc xe buýt này, dẹp cái đống gác này qua một bên để mình thêm một cái cầu năng như thế này nè các bạn. Tức là trong cái gara mình sau này sẽ sửa được hai chiếc một lượt luôn. Đó, cái xe buýt này thì như lúc đầu mình đã nói rồi, con này là kiểu là nó là mô phỏng mô hình thôi các bạn, nên là không có edit được nha, không gỡ, không làm gì được nó hết. Kể cả cái đống gác luôn cũng chả làm được gì với nó luôn. Nên là trong cái tập này mình quyết định là dẹp nó luôn đi cho nó rồi, cho nó đẹp. Đây, trong cái phần này nó sẽ có cái phần gara nè các bạn thấy không? Mở rộng gara thì trong này nó sẽ có cái cầu năng nè. Đây nè, các bạn mua thêm cầu năng này giá là 2.500 thì các bạn sẽ mở rộng được cái phần chỗ chiếc xe buýt đó đấy. Nè, cho các bạn xem. Bao giờ? Đây, thấy chưa? Bây giờ là hàng hóa mà nó được chắc lên trên này hết trơn rồi nè. Mấy cái thùng giấy nãy đấy, chiếc xe buýt cũng được dẹp dục ở đâu chả biết luôn, nhưng mà chúng ta đã có thêm một cái cầu năng bên này nữa. Như vậy chúng ta đã có hai cái. À, và các bạn thấy bên này chúng ta còn cái phòng nữa không? Thì mình sẽ mở rộng luôn cái phòng này nhá. Cái phòng đó sau này còn sử dụng ở đây, còn sử dụng được nhiều công việc lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ mở rộng đi. Ui 10.000 lắm các bạn. Mắc vãi vậy. Ui trời, mình còn 20.000 các bạn ơi, sắp hết tiền rồi. Bao nhiêu tiền làm lụm vất vả, giờ làm hết tiền rồi. Đây, bây giờ mình mở rộng được bên này nữa nè các bạn, thấy chưa? Và bây giờ mình đang dự định là sẽ mở thêm một cái tiệm rửa xe chỗ này nè các bạn. Các bạn thấy chỗ này mình đang còn khoảng đất trống không? Mình sẽ mở luôn cả một cái tiệm rửa xe ở đó. Bao giờ đây. Đây không ta? Đây, đúng rồi các bạn. Hả? Đây là cái máy tính bảng mà hôm trước mà mình nói là khi mà bấm vào đây mua cho nó lẹ ấy các bạn, khỏi cần chạy lại cái máy tính này nè. Nhưng mà bây giờ mình có cái bảng mod rồi. khỏi cần sử dụng nó cũng được. Đây, bây giờ thành cái car wash các bạn, tức là cái nơi rửa xe ấy. À, có máy rửa các cỏ yếu xịn sò không? Sau này là xe đem ra đây rửa nha. À, phía sau là gì đây trời, như một cái máy bơm nước, một cái máy phát điện đó các bạn. Rồi
Như vậy là mình đã mở rộng được cái gai gai của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ con anh sơn nó lại không ta, sơn nó luôn đi các bạn. Mình sẽ mở mua cái này nè, cái này là cái trang trí nè các bạn, để mình có thể là sơn nó, chỉ cần mua 1.000 thôi. Mấy cái này thì nó rẻ lắm các bạn, sửa vài chiếc xe là có tiền mua rồi. Đây nó giờ nó nằm ở đây nè. Rồi các bạn có thể là thay đổi được rất là nhiều luôn, ví dụ cái sàn nè các bạn thấy không, hoặc là cái sàn ngoài nè đó, hay là bức tường nè đó, thay đổi bức tường nữa luôn nè các bạn đó, rất là dễ luôn. Thay đổi cái cầu năng hay là cái mấy cái màu thùng các cái, ui thay đổi được cái màu thùng luôn nè. Rồi hay là cái cả thay đổi được cái màu ở ngoài nè các bạn đó, hay không? Rồi là bây giờ mình ngồi mình trang trí là cái nhà của mình mới được. Ôi rồi ơi, các bạn thấy chưa, người ta là có căn nhà màu tím mà bây giờ mình có căn nhà màu đỏ cho các bạn. Đấy vì mình rất là thích màu đỏ các bạn, nên là mình quyết định là sơn nguyên cái nhà mình thành màu đỏ như vậy luôn rồi nè các bạn, thấy không? À, gọi là cái màu chủ đạo là màu đỏ nha các bạn. Và ở phía dưới này mình sẽ chọn mấy cái màu tối ấy, cái cả cái cửa luôn nè cũng là màu tối nè, để nhìn nó đặc sắc hơn tí, nhìn nó hài hòa tí ấy. Phía sau cái phòng cái nhà rửa xe của mình cũng làm màu đỏ luôn đó, nhìn cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ vào trong cho các bạn xem nhá, rất là đặc biệt luôn. Đây khác bọt cho các bạn. Mình sơn cái tường thành màu trắng các bạn, với lại là cái nền thì mình làm nó cái màu này, mình cũng không biết gọi là phải là cái tấm cách nhiệt hay là tấm cách điện hay không. Mình thấy trong mấy cái gara mà mình hay đi bảo dưỡng xe nọ, nó cũng sử dụng cái tấm này nè các bạn đó. Với lại là mình dùng màu trắng như vậy để cho cái tiệm mình nó sáng lên nè các bạn, kết hợp với cả cái nắng mặt trời chiếu vào như vậy nhìn nó sáng sủa rất là nhiều luôn đó. Và cái phòng phụ của mình bên này cũng vậy, nhìn nó sáng sủa hơn không các bạn. Mấy cái tủ thì mình đã thay nó thành màu đỏ hết luôn nha nè, thấy chưa đó. Đỏ hết, đỏ hết, đỏ hết, kể cả cái cầu năng cũng vậy, đỏ luôn. Đây mấy cái dụng cụ của mình, đây mấy cái máy này cũng đỏ hết luôn. Ok, như vậy là mình đã độ thành công cái gaga của mình lên rồi các bạn. Quá xịn sò con bò luôn, cái điện thoại đâu giờ trời. Rồi thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc của mình thôi. Hôm nay mình sẽ sửa một cái con xe mới nha các bạn. Ô hôm nay không có mẫu xe gì mới à, sao toàn xe cổ không vậy? Ờ, con này thì mình thấy là nó yêu cầu sửa như là cái phanh xe hay sao ấy. Con Cadillac này hôm trước mình sửa rồi. À có một con mới nè các bạn. À đây là một con Nissan. Ồ hay là tập này mình sửa con này ta. Ok nhận luôn đi, vì trong cái khoảng thời gian đầu mình như các bạn đã đi khám phá xem như là sửa cái này cũng khá mất thời gian, cho nên là mình tranh thủ sửa con này. Con này sao? Ồ con này đơn giản các bạn ơi, con này nó chỉ yêu cầu mình đổ nước làm mát nào, với lại là nước rửa kiến là xong. Đơn giản quá. Rồi thôi đưa vào, di chuyển vào trong cầu B đi, để mình test thử cái cầu của mới của mình. Đây bên này, cầu cũ của mình nằm bên này nè các bạn nhá. Đấy, giờ cái cầu B nằm bên này. Rồi mình sẽ mở lên kiểm tra coi. À, nước làm mát với lại là nước rửa kính các bạn. À cái này là châm vào thêm nữa các bạn. Cái này nó như kiểu là mấy cái người mà người ta cần bảo dưỡng xe ấy, người ta yêu cầu mình châm vào thôi, nên là không có gì cả. Đơn giản không có sửa, không có gì hết, xe còn chạy bình thường ngon lành. Châm nước là xong. Mấy cái nước làm mát này chạy một thời gian nó sẽ bị hao hụt nha các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ cần châm vào. Đó, một là nước làm mát, thứ hai là cái nước rửa kiến. Đó, nước rửa kiến thì các bạn rửa khi mà chạy ngoài đường nó bị dơ rồi các bạn hay bấm nút để rửa đấy, nên là một thời gian nó cũng sẽ hết các bạn. Nút phải lúc đó là cũng phải châm luôn. Rồi ok, tưởng đâu cái gì khó, tưởng đâu sửa các kiểu chứ châm mấy cái này đơn giản quá rồi. Xong các bạn. Ok chưa, con này sao mà cái này nhìn kỳ thế nha. Ai mà đi sơn cái hai cái bên mà cái trắng bùn này với lại cái cửa thì màu ngộ thế. À sẵn tiện mình sẽ test luôn cái rửa xe coi nào. Đâu đem qua đây. Rửa sao ta? Cái này là bộ dọn dẹp nội thất. Bạn có chắc chắn dọn dẹp nội thất không? Có, dọn dẹp đi. Cái này là chỉ là rửa nội thất thôi nha các bạn. Ô con này ta lấy nghịch à. Xong. Như vậy là cái đó là cái rửa nội thất. Còn cái này chắc rửa xe rồi. Rồi rửa coi nó sạch không. Bonus cho khách thêm gọi là rửa xe đó nha các bạn. Ok. Rửa xong cũng vậy vậy. Còn gì nữa không ta?
Ngửa rất là đơn giản luôn các bạn. Ok, vậy là xong rồi. Kiểm tra tình trạng xe cái nữa. Rồi, đầy đủ hết cho các bạn. Rồi giao xe cho khách đi. Trời ơi, mình tưởng đâu là rửa xe rất là cầu kỳ các bạn. Ai hồi nó rất là đơn giản luôn ấy. Ờ, lại một con Nissan nữa nè, phải trưởng. Ờ, bây giờ có một cái con xe này. Con này nó như là xe cóc vậy các bạn. Con này như nó đang cần sửa cái này như là cái zip nhúng các bạn. Ok, để mình nhận thử coi. Coi nó là cái gì. Ừ, hôm nay sửa là tặng hai con luôn nha. Đây các bạn, em nó đây. Kiểm tra cái coi. Ồ, con này thì nó cần sửa cái rotor lái ngoài với lại là cái thước lái. Hai cái đó mình cũng chả biết là cái gì luôn. Nào để mình lên mình điểm ga thử rồi nha. Có còn hoạt động không? Đó, xe con chạy bình thường các bạn, chỉ là kiểm tra cái đó thôi. Ok, lôi vào. Cho mày vào cái cầu năng mới, tao mới gắn luôn. Rồi, ok các bạn. Đây, test cái luôn, năng lên. Ngon lành liền các bạn. Rồi, ok, mình mở nắp capo ra. Ở đây là cái capo của xe chúng ta nha. À, mình sẽ kiểm tra hai cái này coi, hai cái này nó nằm ở đâu. Ở đây các bạn, nó nằm tít dưới này luôn. Đây, cái này là gọi là cái thước lái các bạn. Ồ, nó như kiểu là khi mình đánh lái ấy là nó sẽ dẫn động bẻ lái cái bánh, cái lớp, cái bánh xe ấy các bạn. Ờ, nó gần như là giống như cái cầu, hay gọi là cái cầu xe để mình. Rồi còn cái tuy cái go tiếp lái ngoài là cái này. Đó, rồi hiểu rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cần can thiệp đến cái lớp xe này. Tháo ra. Ok. Hôm nay thì mấy cái xe này sửa cũng đơn giản các bạn, cũng không có mất thời gian nhiều của mình. Tháo này ra luôn. Ok. À quên. Quên hoài, nó còn cái kẹp phanh nữa các bạn. Rồi, với lại là cái phanh, cái đĩa phanh, máy đĩa phanh. Rồi, mình mới gỡ cái này ra được. Rồi, tiếp theo là gỡ cái này luôn. Ok. Làm sao để gỡ này ra được ta? Ủa? Cái này thì gỡ đơn giản thôi, đâu có cần gỡ cái lớp xe ra đâu. Mình đi gỡ nguyên cái lớp xe ra luôn các bạn. Rồi, bây giờ muốn gỡ cái này ra thì gỡ làm sao đây? Chắc là phải gỡ hai bên này các bạn, gỡ cái này luôn. Từ từ nha. Muốn gỡ cái thước lái này ra là phải nâng cái xe lên nữa. Rồi nâng lên cái đi, rồi tính gì tính, hình như là cũng phải mở lớp rồi đó các bạn, đường nào cũng phải mở lớp xe ra hết. Đây. Đây bây giờ muốn gỡ này ra. Bắt buộc phải mở cái đầu này rồi. Mở cái lớp này ra luôn. Đường nào cũng phải mở lớp xe hết các bạn. Rồi. Tiếp theo là cái kẹp phanh và cái má phanh đĩa và cái đĩa phanh thông gió luôn. Rồi, gỡ này ra được không? Không ra được thì thôi. Không ra được thì mình gỡ cái này thôi các bạn. Rồi, dặn ốc ra. Đó, đơn giản quá. Rồi, cái thước lái nào, giờ làm sao để gỡ được cái thước lái mới là quan trọng nè. Cái thước lái này còn có 10% thôi các bạn. Từ khó điều khiển camera vãi trưởng. Làm sao mới tháo được cái thước lái đây? Xem qua coi. Làm sao gỡ được cái này ta? Phải mở từng cái các bạn ơi, còn phải mở hai cái thanh này ra nè. Nó không phải là một cái thanh liền nhau nha. Nó là hai thanh rời. Đó, phải gỡ từng cái như vậy đấy. Đó, như vậy nó mới ra được các bạn. Úi dồi ôi. Tưởng nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản tí nào các bạn. Bây giờ mình mới thay cái mới vào cho nó nè.
Còn hai cái đầu nó là hai cái đầu gầy. Mình đã mua cái thước lái mới vậy nha các bạn. Rồi thay vào cho nó luôn. Đó, mới tinh. Rồi còn hai cái return lái trong này mình thay cái cũ này được cho nó nè. Còn xài được thì cứ thay. Rồi ok, tiếp tục cái này nữa. Đấy, không mò là không biết luôn ấy các bạn. Rồi tiếp theo là cái cái này hồi nãy mình mua cho ta. Cái này nè. Rồi mua hai. Mình mua mấy con cái à. Ok, thay cái bên này trước đi. Hồi nãy nó chỉ kêu mình thay cái bên này thôi các bạn. Chắc là khỏi khỏi mua cái mới bên kia. Cái bên kia như nó còn xài được nên chắc thôi để nguyên nó đi. Rồi. Ok, rồi còn cái bên này nữa. Đây. Này, cái này còn 66%, mình nghĩ chắc cũng còn xài được. Khỏi cần mua cái mới thay. Với lại là khách cũng không yêu cầu mình thay cái đó các bạn. Rồi, xong rồi nè. Giờ mình chỉ cần lắp lại nó thôi là xong. Rồi, lắp cái đĩa phanh thông gió vào. Tiếp theo là cái má đĩa, má phanh đĩa. Và cái ốp, cái kẹp. Dặn ốc vào. Và lắp tiếp tục cái bánh xe vào thôi. Đây là lớp xe tiêu chuẩn nha các bạn. Lớp xe tiêu chuẩn là cái lớp chạy bình thường, giống như cái lớp mà hôm trước mình lắp cho con Cadillac ấy, trong cái tập 1 ấy. Rồi, một bên. Rồi, bên này mình cũng từ từ chuyển qua chế độ này mới đúng. Rồi. Má phanh đĩa. Rồi, cái kẹp. Đó, từ từ mình bắt nhịp dần với cái tựa game này rồi đấy các bạn. Mới đầu vào còn hơi lộng cộng nhưng mà chơi từ từ nó sẽ quen à. Rồi. Ngon. Ok. Từ từ. Kiểm tra cái nữa. Cái con này nó không bắt mình thay gì hết à. Hạ xuống cái đã. Em kiểm tra luôn cái máy nha. Nước làm mát đầy nè, nước cửa kính đầy nè. Cái này thì ui trời. Nước trợ lực gì nó hút luôn mát luôn các bạn. Đổ sợ nó thiếu gì đổ dư luôn. Nước trợ lực là trợ phanh cũng đầy luôn. Rồi ok, mình kiểm tra luôn cái que thăm dầu nè. Ok, cũng rất là ok luôn, không có gì gọi là cần thay nữa. Rồi ok, đóng lại. Chắc mình sẽ đưa nó ra cái tiệm rửa đi các bạn, rửa cho nó không phát. Dịch vụ sửa xe tặng rửa xe các bạn. Tại vì các bạn biết cái tiệm này là nó thật là rửa bằng tay đấy. Nên là cũng chả có gì gọi là khó, nên là coi như là tặng khách đi. Trước khi rửa đó mình test lại cái nữa. Lái coi. À quên, ở đây lái không được, phải ra cái tiệm kia mình test lái mới được các bạn. Thôi mình test cái đi. Trước khi giao xe mình test thử cái đi. Sửa cái lái này là mình phải test cái lái lại mới được. Lái ngon lành mới đưa cho khách được nha các bạn. Rồi, đầu tiên là test lái nè. Ok. Ngon lành nha. Rồi cái bài đầu tiên là cái bài test lái luôn. Đây là đường zig zag. Đó, phải qua lấy lại thôi. Đó. Tiếp theo là kiểm tra tốc độ của nó. Đó. Tiếp theo kiểm tra tới cái hệ thống treo, tức là cái độ nhúng của nó đây. Này. Nhồi. Và tiếp cuối cùng đó là cái kiểm tra cái độ phanh của xe mình. Cái độ thắng đây. Đây đạp thắng. Quả ngon. Đơn giản không các bạn? Đấy, quá đơn giản cho một cuộc tình luôn. Rồi, bây giờ như vậy là mình đã xong rồi. Giờ đưa nó về rửa thôi. Ok. Test xong rửa cho thằng nhỏ chứ. Rửa ngoài trước đây. Sẵn rửa trong luôn. Ủa, rửa ngoài trước mới rửa trong được các bạn. Ủa, xịt xà bông nè. Rồi, tiếp theo là rửa trong. Rửa này mình cũng không tốn tiền các bạn. Xe này sao nó bị lỗi hay sao các bạn? Cái này không biết là thiết kế game nó bị lỗi hay là cái xe nó gặp tai nạn mà nó bị méo nè. Móp méo gì tựa lưa hết trơn. À. Bên này bình thường các bạn, có bên kia nè, trong cái cửa nè các bạn thấy không? Nó hơi bị lỗi vậy đấy. Rồi thôi trả xe cho khách đi các bạn.
con này chạy cũng hơi bị yếu đấy, 131 mã lực. Một tấn này vừa chồng tấn luôn, đi 1.500 lộ 170 cây số rồi. Rồi trả xe nè, rồi xong rồi đó các bạn. Về gai ga thôi. Như vậy là hôm nay mình với các bạn cũng đã sửa được tặng hai chiếc xe luôn nha các bạn ơi. Đơn hàng thì cũng còn mấy xe đơn giản đó. Ui có con này xịn sò nè. Con này ở kìa chứ, mắc tiêu rồi các bạn. Khổ vãi chưởng. Tính là sửa con đó luôn cho các bạn xem mà nó mắc rồi. Còn con nào mới nữa không? Con này em trước sửa rồi mà. Con này là con đó thay dầu với lại là sửa. Con đó trong tập 1 mình làm rồi cho các bạn xem ấy. Thôi chắc như vậy thì ngày hôm nay mình tạm thời làm bấy nhiêu đó cho các bạn xem thôi. Sửa được nguyên cái nhà quá đẹp cho các bạn, còn gì nữa đúng không? Và trong tập sau thì mình sẽ cố gắng sửa thêm nhiều xe nữa cho các bạn xem. Và mình tại vì trong này các bạn nó còn một cái gọi là cái bãi phế liệu. Khi mình đạt cấp 5 ấy thì mình mới đến được cái bãi phế liệu này. Đến đây thì mình sẽ mua mấy chiếc xe cũ, như là có thể mình lụm luôn cả mấy chiếc xe cũ về và mình đổ nó lên và thành xe của mình, sau đó mình đem ra tiệm mình bán lại, sau đó là lấy tiền kiếm lời các bạn. Đó, hiện tại thì các bạn thấy là mình level 3 rồi. Và để mình cố gắng mình cày lên được tới cái level 5 thì mình sẽ tới cái bãi phế liệu đó, thì chắc có thể là trong tập sau đi. Mình sẽ chơi cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây, và nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình. Bạn nào muốn mình chơi tiếp tục tựa game này thì comment ở phía dưới mình biết và mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Ok, bây giờ sẽ kết thúc video ở đây và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.